Cho nên vậy mà cô Phương Hằng là cái người đời cô đâu có hiểu Phật Pháp được. Nếu cô hiểu thì cô đâu có sân si. Nếu cô hiểu thì cô đâu có ngã mạn. Nếu cô hiểu thì cô đâu có tật đố. Mà nếu cô hiểu thì cô đâu có phát ngôn bừa bãi. Mà nếu cô hiểu thì cô đâu có là phát là kêu bằng là cái gì? Kêu bằng là quốc hả? Quốc siêu minh tệ. Không cho bất nào. Ủa tự nhiên mình nói cái câu nghe nó không hay chút nào hết. Nói về sư Minh Tuệ đó, người ta bắt lỗi và người ta cho rằng là mình nói nó quyển hoặc hay là nó mê tín dị đoan hay là không thật. Và cái bài đó, cái video đó thì họ đặt cái tựa là Phước Nghiêm Sàm. Đó, quý vị coi thấy nè, Phước Nghiêm Sàm. Theo Minh Tuệ, dụ cả thế giới đi tu không làm vẫn có ăn. Cái câu này thì Phước Kim sẽ cho cái người đó 10 điểm. Dạ, Nam Mô Phật. Nếu mà được như vậy đó thì Phước Kim nguyện làm là cái người sàm luôn. Dạ, yeah, Phước Kim sàm là quá hay. Sàm sao mà theo sư Minh Tuệ dụ cả thế giới đi tu không làm chẳng có ăn. Xin thưa quý vị, cái xã hội bây giờ nó ngộ cái là có một cái chân lý rất là đơn giản mà họ cứ tranh cãi, mà họ cứ sân si, mà họ cứ đấu tố, họ cứ bắt lỗi, họ cứ chụp mũ vì họ chưa hiểu. Sáng hôm nay Phước Kim cũng xin nói lại một câu khẳng định như thế này. Xin tất cả các sư thầy, những các vị mà giảng kinh thuyết pháp, các vị mà học theo giáo lý của nhà Phật đó, thì đăng đàn trả lời với Phật tử, với cộng đồng mạng là cái câu nói của sư Minh Tuệ là nếu cả thế giới này mà tu nó biến thành, tức là cực lạc Tây Phương, nếu cả đất nước này tu là các nước khác cho đến cúng vàng, và coi như là lúa mình không xả chẳng có ăn. Thì hôm nay cái bài kinh này Đức Phật đã thiết ở trong kinh là bổn thế. Nghe quý vị, Đức Phật vẫn nói cái bài kinh đó, nhưng mà vì các sư thầy ít có ai nghiên cứu và ít có ai mà giải thích, cho nên làm cho một số Phật tử tại gia nó hiểu lầm khi mà sư Minh Tuệ lại phát ngôn cũng như là nói lên cái câu này. Có người hỏi sư, nếu cả đất nước này đi tu không làm kinh tế thì lấy đồng ăn. Đáng lý ra từ buổi đầu Phước Kim có trả lời rồi. Câu này thì sư cũng không cần trả lời gì, nó không có theo sự thật. Bởi vì không có cái chuyện là cả nước đồng tu hết. Mà nếu nó thật luôn, nếu thật là có như vậy thì xin thưa quý vị, một đất nước đó sẽ được giàu mạnh. Vì tất cả những các vị mà đồng tu hết thì quý vị nghĩ là có phải là các bậc thánh nhân, là A-la-hán, là Bồ-tát, là chư Phật, mà quý vị nghĩ cái một đất nước mà toàn là A-la-hán, toàn là Bồ-tát, toàn là chư Phật, thì có phải là cả thế giới Nam Châu này trở về đây quỳ lại để nghe kinh giảng pháp cúng dường hay không? Thì sư Minh Tuệ có nói những vị tu trong chùa có đói đâu, cũng có người cúng dường. Có nghĩa là cái chuyện thí dụ nhỏ, từ cái việc nhỏ đó thì mình sẽ nhân ra con số lớn hơn. Cho nên vậy mà cô Phương Hằng là cái người đời cô đâu có hiểu Phật Pháp được. Nếu cô hiểu thì cô đâu có sân si. Nếu cô hiểu thì cô đâu có ngã mạn. Nếu cô hiểu thì cô đâu có tật đố. Mà nếu cô hiểu thì cô đâu có phát ngôn bừa bãi. Mà nếu cô hiểu thì cô đâu có là phát là kêu bằng là cái gì? Kêu bằng là quốc hả? Quốc siêu minh tệ. Không cho bất nào. Ủa tự nhiên mình nói cái câu nghe nó không hay chút nào hết, mà lại có nhiều người lại tung hô rồi khen tặng như vậy, có phải là cùng tội lỗi không? Cùng sai phạm không? Chứng minh là gì? Mình chưa có tìm hiểu. Thí dụ như bây giờ quý vị có thể nói một câu, cô Phương Hằng trước khi nói câu này thì cô phải đến Hòa Thượng Thích Chí Quảng, là pháp chủ đó. Đó là cái người như là đang là gánh giác cũng như là có cái chức cao trong cái giáo hội Phật giáo. Có thể đem câu này hỏi thầy Thích Chí Quảng. Chừng nào mà thầy
nói cái câu này là nó sai, nó không có trong kinh điển đó. Thì cô bắt đầu ra, bắt đầu là lấy theo cái đó rồi nói là đã có hỏi thầy Chí Quảng và đã hỏi rất là nhiều người, nhưng mà với điều kiện phải hỏi những cái bậc trí thức nghe. Nếu như mà hỏi thầy Trân Quang là thua liền, nó thẳng luôn, thôi nó thẳng luôn. Bởi vì ông thầy Trân Quang ông đâu có hiểu, nó thẳng với quý vị đó, nếu hiểu thì ông đâu có lên mạng ông lại nói phát ngôn tầm bậy tầm bạ những cái ý mà trong kinh điển. Hôm nay mới là chỗ ban, hôm nay là phát không chợt, cái hoàng quốc không chợt, phát nào là đúng nghĩa. Có nghĩa nếu hiểu thì ông thầy Trương Quang đó, ông đâu có lên mạng mà ông lại kêu người ta là cái thằng ba trợn được. Cái từ đó là mình đã sân si rồi. Cái từ đó là mình đã không có cái sự hiểu biết, mình không có chánh kiến, mình không có chánh tư duy, mình không có chánh ngữ luôn. Và mình không có chánh mạng, mà mình cũng không có chánh trí. Có nghĩa là một nhà tu mà trước khi nói ai đó là phải tìm hiểu, mà đã tìm hiểu xong cũng không nói luôn. Ủa tại sao phải nói? Vì mỗi người ta, thí dụ như bây giờ người ta, sư Minh Tệ có nói là làm đúng thì hưởng, mà làm sai thì chịu. Thì sư Minh Tệ đi cái hạnh khắc thực đi sinh cũng chưa có đụng chạm ai, chừng nào mà kêu ghéo hay là bôi nhọ ai thì cái đó mình có quyền phản biện. Quý vị, phản biện là như vậy, tức là phản biện là một người khác công kích mình thì mình lên mình có thể giải thích cho ta hiểu đúng. Đằng này sư Minh Tệ trong quá trình đi thì chưa bao giờ nhắc tới thầy Trân Quang một từ nào hết. Tự nhiên nghe bóng nghe gió về ai kể nó, thưa thầy có cái ông đó ôm nồi cơm điện, ông lang thang, ông đi xin cái nó thằng ba trợn. Nó có giới lực chưa? Nó có học nó là kinh điển của Phật chưa? Đó. Cái đó mình sai quý vị. Mình sai là trong khi đó mình chưa hiểu. Hôm nay nói thẳng là sai hoàn toàn. Đáng lý ra cái lời nói này thì một nhà tu phải sám hối. Đã là mình tu là mình phải biết dẹp cái bản ngã này, không chấp nhận bất cứ một nhà tu nào, cho dù xuất gia hay đại gia, mà cốn cao ngã mạng hay là đã sai rồi mà không biết sám hối, không biết lỗi phải. Chưa chắc gì mình học kinh điển là mình lên mình nói là đúng đâu quý vị. Nếu như thiên hạ này người ta cứ dồn ép, thí dụ như hôm nay có một người đem cái câu chuyện của Phước Nghiêm, đem cái clip nói là sư Minh Tệ nói là cả nước này đi tu, nước khác cúng dường, cả cái thế giới này tu biến thành cực lạc Tây Phương, mà tất cả trên cộng đồng mạng đồng với nhau, các sư thầy đều lên tiếng là cái này nó không nằm trong kinh điển, thì Phước Nghiêm nói thật với toàn thể cô bác anh chị em cộng đồng mạng luôn, lên sám hối liền. Sám hối và sám hối một cách thật lòng, xin lỗi và chấp nhận, tức là trừng phạt, chấp nhận tức là phê bình nhân dân, đâu có gì khó đâu. Người sống trên đời ai chẳng sai, xin cùng tất cả những ai thân này có phạm điều chi đó, xin được thứ tha lỗi những ngày. Bởi vì nhân vô thập toàn, không ai tròn vẹn mười phần, đó là cái nguyên lý tự nhiên. Nhưng mà cái mà sai nhất là khi mình đã lầm lỗi mà mình không biết quay đầu, mình không biết sám hối và mình biện hộ, hay là mình còn tấn công, mình chụp mũ người đó, thì đó quả nhiên là ma dương, đó là tâm ma độc địa vô cùng. Những hạng người này đáng sợ, đáng sợ, không xứng đáng là một nhà tu, không xứng đáng là một người giảng kinh thuyết pháp. Phước Nghiêm nói thật là thẳng lòng thật sự thôi. Bây giờ Phật pháp là chúng ta muốn nghe cái gì đó là thật lòng, chứ không phải là mình úp mở hay mình né tránh. Đến ngày hôm nay thì nó lộ nguyên hình tất cả rồi. Cho nên như vậy mà người ta lại chấp nhận. Nếu như hôm nay cô bác anh chị em quý vị cộng đồng mạng này cũng vậy luôn, Phật tử nha, tất cả quý vị yêu quý sư Minh Tệ, chúng ta phải có cái tâm này. Nếu một vị sư thầy nào, một vị tu nào đã sám hối ăn năn và đã khắc phục, hoặc giả là người ta hiểu được cái sai phạm, thì chúng ta đó là phải hoan hỷ, phải đón nhận và phải tha thứ. Nếu quý vị còn trách móc, quý vị còn hận thù, chứng minh quý vị cũng chưa hiểu Phật pháp luôn, và quý vị còn tâm địa coi như là sân hận hay là còn phàm phu tục tử, cái đó là mình gắng chịu. Tại sao mình nói như vậy? Chính Đức Phật này cũng cho biết là trong thế gian này có hai hạng anh hùng. Cái hạng thứ nhất đó là không tạo tội, thì cái này chắc là mình khó quá gì. Chỉ cái bậc thánh nhân nó toàn thiện toàn mỹ, còn mình còn phàm phu thì ít gì mình cũng còn dính mắc. Nhưng mà Đức Phật có cho mình cái hạng thứ hai là
cái hạng anh hùng thứ hai là phạm tội mà biết sám hối. Đã sai phạm mà không sám hối đó thì như vậy gọi là tăng thượng mạng. Đã là tăng ngã mạng có nghĩa là đã ngã mạng, nó cốn cao là bản ngã, là cái điều đó không ai chấp nhận, mà còn tăng thượng nữa là cao hơn nữa, thì cái hạng này nó đồng nghĩa với ma dương, đồng nghĩa với ma dương. Cho nên hôm nay thí dụ như mình thấy nó đi vô duyên và nó lãng xẹt một cách là một cái câu kinh mà người ta lại không hiểu, mà chính vì cái chỗ không hiểu thì làm cho Phật tử họ soi bối với nhau, họ đấu tố với nhau. Mà nhất là khi về đêm thì trên diễn đàn mạng xã hội, nhất là trên TikTok, Phật Kim có theo dõi các trang mạng, các là phòng chặt cứng mà họ lên, họ đều đấu tố cái câu nói của sư Minh Tuệ là cứ cả nước đi tu thì các nước Mỹ, Anh, Pháp đồ qua cúng vàng thì họ bắt lỗi. Khi một nhà tu đang nói về Phật Pháp mà chúng ta lại lồng ghép vào chánh trị thì quả nhiên là mình mê si, quả nhiên là mình cố chấp, quả nhiên là mình chụp mũ. Cái này nó đúng cái nghĩa là quỷ ma hay phái gối người tu. Đạo đức chư nhu gán chí hành, chứ bỏ lờ thề nơi Phật cảnh mà chớ quên thí nguyện chốn non xanh. Thì hôm nay cái bài này thêm một cái lần nữa, Phước Nghiêm thật lòng mà nói đó, gửi đến tất cả quý vị, chúng ta là người đất nước Việt Nam, là công dân đất nước Việt Nam, và tất cả chúng ta đây là đều theo Phật, tức là đồng tín ngưỡng cái giáo lý của nhà Phật. Cho nên những người nào hay là quý vị nào, cả Phước Nghiêm đây cũng vậy, hãy ai mà đồng xưng tán Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là những vị nào từng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, hay là Văn Thù Sư Lợi Phổ Hiền, hay là Địa Tạng Vương, hay là Phật Di Lạc, hay là tất cả các vị chư Bồ Tát chư Phật. Vậy thì câu nói chung là nếu ai từng tín ngưỡng, từng thờ, từng hiểu về Phật giáo, Phật Pháp thì nhớ là cùng một gốc rễ. Cùng một gốc rễ tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ cõi ta bà này. Nhưng mà mỗi một cái vị thầy xuất hiện đó thì hướng dẫn đệ tử nó có một cái cách riêng. Nhưng mà cho dù có nhiều đường, nhiều ngã, nhiều ngách, nhưng mà chung quy nhất bản tá nhận thù, dạng thù quy nhất bản. Nhưng mà chân lý là chỉ có một nha. Dù cho nói đông nói tây, nói nam nói bắc, cạo đầu xuất gia trong núi hay là tu dưới biển, tu trên hư không gì không biết, nhưng mà chân lý chỉ có một. Mà chân lý đó là dạy con người ta đến cái chỗ là tốt đẹp, thánh thiện, từ bi, nhẫn nhục, khoan dung, yêu thương. Và cái chân lý đó chúng ta phải dựa theo kinh điển. Như vậy thì cái lời nói này có nằm trong kinh hay không? Thí dụ như bây giờ khi lời nói của sư Minh Tuệ, chúng ta có quyền tra cứu trong kinh điển hay không? Nếu thật sự có trong kinh mà đôi khi mình chưa có tìm hiểu cái nghĩa hết thì mình nhờ các vị sư thầy á, ở bên trên người ta có thủy bức, ta dịch nghĩa cho mình nghe. Chứ không phải là mình không hiểu mình đem ra mình chê, mà mình chỉ trích, mình chỉ trích một bậc thánh nhân, một bậc chân tu, giống như là cái chuyện sư Minh Tuệ. Tại vì đã 2600 năm đã bỏ quên cái giới hạnh đầu đà này, chưa có người làm được. Mà hôm nay tại sao là sư Minh Tuệ lại tu cái pháp này? Vì hôm nay nói về Phật giáo thì những cái nhà tu thích ăn, thích mặc, thích ngủ, thích đủ thứ, thích tùm lum tắc lát. Mà cộng đồng mạng nói là mình nói theo nó họ không hay lắm, mình nói là thích đủ thứ đi. Như vậy thì Đức Thầy cả đời Thầy nói là buồn thay cho lũ ác tăng mà làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật Tổ thêm gầu, dặn trong tăng chúng sao lừa dối gian. Có thân chẳng liệu lấy thân, mà tu theo lối cũ mau gần diêm vương. Cái quay ngang người ta ghét ông thầy, tức là Đức Quỳnh giáo chủ, ghét Phật giáo hảo. Mà hôm nay có gì ghét quý vị? Bởi thầy Phật là nói thẳng, nói những người tu sai, nói những người ác tăng. Chứ ai thánh tăng, ai là hiền tăng, ai là chơn tăng thì mình đáng kính thôi. Bởi vì không nói nè, không nhắc đến biết đâu dân sửa, mà nhắc ra thì giả ngọc đớn đau đó. Mà lời chơn chánh thì hình như nói xỏ, mức tàu thắng gỗ thì đau, nếu không như thế làm sao nên hình. Quý vị có đồng ý là hôm nay vì chú trọng vật chất, mà chính vì Phật đã cho biết là đời càng
tiến bộ dân minh, người tu càng dễ gung ginh, tấm lòng chặt gìn được cái tâm không còn hơn đem cột mà trong biển đông. Mà người tu chỉ ăn với mặc cũng đủ làm gây giật trong lòng, huống chi là lắm chuyện bao đồng, nên khó được tâm không là gì thế? Tâm không ở đâu? Tào toàn bộ là tâm dính mắc, chủ chấp vào âm thinh sắc tướng, chủ chấp vào hoa văn họa tiết, chủ chấp vào nghi lễ, chủ chấp vào hình thước, chủ chấp vào bái tướng đăng đàn. Đó, đồ cũng đồ đẹp, bước ra thì cũng đi trên thảm, bước ra thì cũng có dù có lộng. Vậy thì tu ghiết là trở thành ông hoàng bà chúa, chứ không thành một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát, một vị Phật. Chính vì thế mà sư Minh Tuệ xuất hiện quá sức nguy hiểm, quá sức là hấp dẫn, mà phải nói quá sức cực kỳ, để cho thiên hạ, để cho chúng sanh, để cho tất cả những người theo Phật, mà nói luôn cả tôn giáo khác, người ta lại quý mến sư Minh Tuệ, là vì trong cái hình ảnh của một vị tu hành đã buông bỏ được, đã chấp nhận chịu mưa chịu gió, và cái sự bước đi của ngài, tâm cảm của ngài hoàn toàn đã lìa xa những cái gì ở trong thế gian này, cả vật chất và những cái thị phi. Có ai làm được như vậy? Nhưng mà đùng một cái xuất hiện như vậy thì người ta không chấp nhận. Hễ nói sư Minh Tuệ mà chứng quả là bắt đầu họ ganh tị, họ sân si. Hễ nói sư Minh Tuệ là thánh tăng thì họ ném đá cực đỉnh cực kỳ. Ủa sao kỳ, trên đời này có những chuyện lãng gì quý vị? Nếu sư Minh Tuệ không chứng thánh chứng quả thì bây giờ nếu ai tốt thì cứ chứng thánh chứng quả, mà người ta chứng được thì mình mới chứng được, phải không quý vị? Người ta đắc được thì mình mới đắc được, chứ bây giờ người ta đắc mình không cho nữa, vậy thì tu để làm cái gì? Theo Phật để làm cái gì? Giữ giới để làm cái gì? Thiền định để làm cái gì? Buông bỏ làm cái gì? Không nóng giận làm cái gì? Nói sư đắc quả cái tự nhiên á, rất là nhiều người sân si. Họ nói chứng quả ở đâu, đắc đạo ở đâu? Ông có nói được không? Những người nói là những người đâu có đắc. Hay ở chỗ tại vì mình chưa có hiểu. Hôm nay chính vì thế mà Hứa Kim mới chia sẻ.